Tôi là Phạm Thị Hiên, năm nay 60 tuổi, sống tại thôn Khe Mai, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tôi bị mắc căn bệnh viêm đa khớp dạng thấp, hai gối sưng đỏ, có dịch, không đi lại được đã nhiều năm. Tìm nhiều loại thuốc, đi chữa nhiều nơi, nhưng mà bệnh thì chỉ thuyên giảm một thời gian rồi lại đau, không đi lại được. Một thời gian gần đây thì tôi có đọc được thông tin giới thiệu về cái loại thuốc phong tê thấp Hà Thống Phong này. Thuốc này là điều trị gút và viêm đa khớp. Tôi có dùng thử một thời gian thì thấy rất là hiệu quả, đau đớn nhiều, đi lại được và hai gối không sưng tấy nữa. Tôi rất làm cảm ơn và tin tưởng nhà thuốc, một loại thuốc an toàn, hiệu quả. Hay bệnh cũng thuyên giảm thì tôi nhân đây thì tôi cũng muốn gửi lời tới nhà thuốc Hà Thống Phong với lời cảm ơn và cũng xin mách mọi người là hãy tin tưởng nhà thuốc và dùng, vì nhà thuốc an toàn tuyệt đối và rất hiệu quả. Xin cảm ơn.